Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 9. Như vậy thì trong clip trước ở cái bài 40 hiện tượng khúc xạ ánh sáng thì thầy đã quay cho các em ở tiết 1 và tiết 2. Hả nào? Trong clip hôm nay thì thầy sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các em ở cái phần 3, nghĩa là tiết 3, đó chính là phần vận dụng. Được chưa nào? Và thầy giải quyết tiếp cho các em ở câu C7 và câu C8. Ok. Trong trình học thì các em nhớ click quảng cáo của thầy, chia sẻ bài giảng giúp thầy, like, comment tích cực ở trên kênh các em nhé. Cảm ơn các em. Và nếu có điều kiện thì chúng ta đăng ký khóa học online toán lý hóa sinh ở trong cái phần học online của thầy các em nhé. Ok, ta có câu C7 em. Phân biệt các hiện tượng khúc xạ và phản xạ ánh sáng. Hiện tượng khúc xạ và phản xạ ánh sáng, đúng không nào? Như vậy thì khi mà phân biệt thì chúng ta cần phải nêu được giống nhau là gì và khác nhau là gì. Thì cái hiện tượng phản xạ ánh sáng thì chúng ta được học ở trong chương trình lý lớp 7, nếu thầy nhớ không nhầm, tại vì cả lý cả 6, 7, 8, 9 thì thầy đều quay hết các em, được chưa nào? Nên là cái hiện tượng phản xạ ánh sáng thì thầy đã quay cho các em ở trong chương trình lớp 7 rồi. Thì về giống nhau thì các em thấy là cả hai cái hiện tượng thì tia sáng nó đều bị gì các em? Nó đều bị gãy khúc, được chưa nào? Thì các em ghi là cả hai hiện tượng tia sáng đều bị gãy khúc, được chưa nào? Đều bị gãy khúc đó. Còn khác nhau ok. Thì đáng lẽ thầy sẽ kể cái bảng để mà chúng ta nhìn cho nó dễ ha, hay thầy kể cái bảng cho chúng ta so sánh hai bên cho nó dễ ha. Chứ ghi thì cũng được nhưng mà sợ nó không có rõ bằng cái việc chúng ta kể bảng ha. Một bên là hiện tượng phản xạ ánh sáng mà chúng ta được học ở trong chương trình lý lớp 7, và một bên là chúng ta vừa mới học, đó chính là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Để như nào, giống nhau, khác nhau này. Ở đây thì chúng ta ghi là hiện tượng phản xạ ánh sáng, ở đây là hiện tượng khúc xạ ánh sáng. Thầy ghi tắt nghe nha, chứ nếu ghi đầy đủ hết thì nó không hết được em. Thì đối với hiện tượng phản xạ ánh sáng ta được học ở trong chương trình lý lớp 7 thì các em thấy rằng là gì em? Cái tia tới nó sẽ gặp cái mặt phân cách giữa hai cái môi trường trong suốt, nó sẽ bị như nào? Nó sẽ bị hắt trở lại ha, bị hắt trở lại môi trường trong suốt cũ, được chưa nào? Còn đối với hiện tượng khúc xạ ánh sáng chúng ta vừa mới học thì tia tới mà nó gặp mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt thì nó sẽ bị gãy khúc tại mặt phân cách và tiếp tục nó lại đi vào môi trường trong suốt thứ hai, nghĩa là từ môi trường không khí tới cái mặt phân cách giữa không khí và nước nó sẽ bị gãy khúc, sau đó nó tiếp tục truyền thẳng tới là gì? Trong môi trường nước. Đó chính là hiện tượng khúc xạ ánh sáng mà chúng ta vừa mới được học rồi. Em hiểu nào? Như vậy thì phần này chúng ta ghi như thế nào? Tia tới gặp cái mặt phân cách giữa hai môi trường trong suốt nó sẽ như nào? Nó sẽ bị hắt, nó sẽ bị hắt trở lại môi trường trong suốt cũ, chứ nó không có đi thẳng em nhé. Cái phần này thì chúng ta có thể hình dung là như này, đây nó như này đó, góc tới và góc phản xạ là ở đây này, nó đi theo đường này. Ở chương trình lớp 7 chúng ta được học rồi này, nghĩa là nó không có đi xuyên xuống đây mà nó hắt ngược trở lên, đấy, đó chính là hiện tượng phản xạ ánh sáng. Còn cái hiện tượng khúc xạ ánh sáng thì chúng ta vừa mới học rồi thì thầy không cần vẽ hình nữa mà chúng ta đã hiểu luôn nè. Nghĩa là cái tia tới nó sẽ gặp cái mặt phân cách
là mặt phẳng cách giữa hai môi trường trong suốt bị gãy khúc tại cái mặt phân cách. Mặt phân cách BQ thì trong hai clip trước chúng ta được học rồi không nào, và tiếp tục đó, và tiếp tục đi vào môi trường trong suốt thứ hai. Môi trường trong suốt thứ hai ở đây cụ thể là đó chính là môi trường nước ha, mà chúng ta được làm cái thí nghiệm, được chưa? Đó, đó chính là sự khác nhau thứ nhất. Sự khác nhau thứ hai đó chính là giữa cái góc tới và góc phản xạ anh em. Đối với cái hiện tượng phản xạ ánh sáng thì khi thầy vẽ như này thì góc y ở đây là ký hiệu y phẩy, ở trong chương trình lớp 7 là ký hiệu y phẩy, thì góc y này thì lại bằng góc y phẩy. Nhưng mà đối với hiện tượng khúc xạ ánh sáng thì nó không bằng. Nếu trường hợp mà nó truyền từ không khí qua nước thì góc tới nó sẽ lớn hơn góc khúc xạ. Còn còn nếu như mà nó truyền từ nước vào một trường không khí thì ngược lại, góc khúc xạ nó sẽ lớn hơn góc tới. Vậy thôi, được chưa? Nhưng mà thì ở đây chúng ta ghi giùm thầy là góc phản xạ ở đây là bằng góc tới, được chưa? Còn cái hiện tượng khúc xạ ánh sáng thì sao em? Cái góc khúc xạ nó có bằng góc tới không? À, nó không bằng. Ở hai trường hợp thì nãy thầy đã nói rồi ha. Thì ở đây em ghi giùm thầy là cái này các em đừng có nhầm lẫn, đây chính là góc phản xạ nha, còn phía bên đây là góc khúc xạ các em nha. Như vậy thì nó chính là góc khúc xạ thì nó lại không bằng góc tới. Ở hai trường hợp thì một là nó lớn hơn, hai là nó nhỏ hơn, cho nó không bằng. Còn bên đây góc phản xạ này, phản xạ với khúc xạ khác nhau nha, được không? Rồi câu C7. Được chưa các em? Chúng ta sẽ đi sang câu cuốn cùi, là cuối cùng là câu C8 để chúng ta trả lời cái thí nghiệm đầu tiên ở trong cái bài 40, cái phần mở đầu mà người ta đưa ra câu hỏi về cái đôi đũa với cái bát anh em nha. Rồi ta đi sang câu C8 các em nha. Người ta yêu cầu các em là giải thích hiện tượng nêu ra ở phần mở bài. Rồi chúng ta quay lại cái phần mở bài nha. Đây chính là câu hỏi trong phần mở bài các em. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy là khi đặt mắt ở vị trí này thì liệu chúng ta có nhìn thấy cái đầu dưới của đũa không, hay là khi chúng ta đổ nước vào thì trường hợp nào chúng ta nhìn thấy? À, cái trường hợp B này này sẽ nhìn thấy được cái đầu dưới của đũa, còn trường hợp A này thì không thấy. Tại sao này? À, khi mà chúng ta chưa đổ nước vào bát này, ta không thể nào nhìn thấy được cái đầu đũa ở phía dưới của chiếc đũa được em. Chúng ta biết rằng là trong không khí thì ánh sáng nó chỉ có thể đi theo cái đường thẳng từ vị trí A là phía dưới cho đến mắt. Nhưng mà những cái điểm trên chiếc đũa thẳng đã chắn mất cái đường truyền đó, nên cái tia sáng này nó bị che lấp. Kem hiểu cái thí nghiệm về cái sự che lấp không? Ở trong cái tiết 2 thầy đã nói rồi, nó bị che lấp rồi, nên là nó không truyền từ cái đầu đũa ở vị trí A này, chúng ta ký hiệu ở đây là vị trí A này, nó không truyền tới được ánh sáng tới mắt được, nên ta không thể nhìn thấy được cái vị trí A ở đây được, tại vì nó bị che lấp. Còn đối với ở trường hợp B thì cái ánh sáng từ vị trí A, nghĩa là dưới nước này, vị trí A này, ta gọi vị trí A này ha, dưới nước, thì nó truyền đến mặt phân cách và bị khúc xạ ra ngoài không khí, nên là nó lại truyền được mắt của chúng ta, nên là chúng ta lại nhìn thấy được, nên chúng ta nhìn thấy được ở cái vị trí A này, nghe cái đầu đũa, cái đầu dưới của đũa. Các em hiểu không nào? Chúng ta sẽ trình bày ra em nhé. Nói chung thì cái phần này nó giải thích rất là khoa học, và khi học những cái phần vật lý này người ta giải thích được rất là nhiều hiện tượng ha.
Trường hợp thứ nhất là khi chưa đổ nước vào bát, ta không nhìn thấy, đầu tiên ta khẳng định luôn, không nhìn thấy đầu dưới, nghĩa là ở đây chúng ta ký hiệu là cái ghim đinh A, giống như ở trong cái tiết 2 người ta đã có thí nghiệm nghe, hiểu nào, của chiếc đũa. Được chưa? Như vậy thì ở đây chúng ta giải thích là trong không khí ánh sáng chỉ có thể đi theo đường gì em? Đi theo đường đường thẳng. Em hiểu nào? Đường thẳng. Đó. Từ A cho đến mắt của chúng ta. Nhưng những cái điểm, những điểm trên chiếc đũa, chiếc đũa thẳng đã chắn mất, đã chắn mất đường truyền đó. Nên cái tia sáng này nó có đến được mắt không em? Không đến được mắt, nên là chúng ta không thể nhìn được ở cái vị trí A, nghĩa là đầu dưới của đũa được. Em đợi chưa nào? Chúng ta sẽ đi sang ở cái trường hợp thứ hai là giữ nguyên vị trí mắt và đũa. Bây giờ chúng ta sẽ đổ nước vào bát tới một vị trí nào đó. Đó nè, ta lại nhìn thấy đầu đũa, dưới của đũa đó chính là nhìn thấy A. Ha, ở đây chúng ta có thể giải thích là vì ánh sáng từ A, là ở đây cụ thể là cái điểm A này là dưới nước, đúng không nào? Ở dưới nước nó truyền đến mặt phân cách bị khúc xạ ra ngoài không khí, thì khi đó nó sẽ truyền đến mắt. Được chưa nào? Nên là khi đó chúng ta sẽ, ta sẽ nhìn thấy đầu dưới của đũa là điểm A. Được chưa nào? Bây giờ chúng ta có thể vẽ thành cái hình minh họa như sau. Ở đây cái mặt phân cách BQ chúng ta ở đây này. Nhìn này. Mặt phân cách BQ. Cái điểm A là cái một đầu đũa, dưới là vị trí A ở đây. Các bạn nào. Như vậy thì ở đây mắt của chúng ta là vị trí này. Ok, thì nếu như mà theo nguyên tắc ánh sáng á, thì bây giờ anh truyền thẳng ra đây, sau đó nó bị gãy khúc, có đúng không nào? Đó, đây là cái đôi đũa này em, chúng ta có thể vẽ cặp đũa song song ở đây để chúng ta thấy này. Đó, đây này là chiếc đũa này, đây là đôi đũa này. Cái việc truyền ánh sáng từ điểm A tới mắt để chúng ta nhìn thấy được cái điểm A ở đây, nghĩa là cái đầu dưới của đũa, hiểu chưa? Câu C8 nha. Được chưa?
Trong quá trình học thì các em nhớ click quảng cáo ủng hộ thầy, chia sẻ bài giảng với thầy, like, comment tích cực và đăng ký kênh cũng như là nhấn vào cái chuông và đăng ký khóa học online để ủng hộ thầy các em nhé. Rồi, clip này tới đây kết thúc các em nha. Bye bye các em. Chúc em học tốt nha.